Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, ngành mía đường Việt Nam đã nỗ lực vượt khó, đặc biệt là việc hoàn thiện thể chế ngành, có nhiều chiến lược, đề án tương thích với hội nhập kinh tế thế giới, với mục tiêu cuối cùng là lợi ích của người nông dân, của doanh nghiệp. Kết quả tích cực này một phần nhờ vào công tác xúc tiến thương mại của ngành luôn được triển khai mạnh mẽ, chặt chẽ từ khâu trồng, sản xuất và nâng cao chất lượng, dần chiếm lĩnh thị trường nội địa. Những năm qua, Bộ Công Thương đã chủ động hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp và người dân với mục tiêu cao nhất là phải đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ hết mía cho nông dân, bảo đảm vụ mùa có lời, làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép để hỗ trợ cho ngành mía đường. Quan điểm của Bộ Công Thương là lập lại trật tự kinh doanh công bằng trên thị trường mía đường với 4 nhóm lợi ích hợp pháp, gồm lợi ích của người dân trồng mía, lợi ích của các nhà máy đường, lợi ích của hàng vạn cơ sở sản xuất thực phẩm và thực phẩm chế biến đang sử dụng đường, và cuối cùng là lợi ích của hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam. Có thể nói rằng đấy là 5 năm gần đây thì ngành mía đường cũng đã có những cái tiến bộ nhất định về giống mía, về canh tác và cái mối quan hệ giữa các cái nhà máy đường, công ty mía đường với lại bà con nông dân trong đầu tư trở lại cái sản xuất, thì có thể nói là đánh giá là cái ngành mía đường của chúng ta đã có những cái bước phát triển tương đối tốt. Những năm gần đây, cây mía đã trở thành cây chủ lực trong ngành trồng trọt của tỉnh Hòa Bình, đóng góp 17-18% giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn tỉnh. Sản xuất mía đã trở thành nghề đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân, giúp người nông dân thực hiện khai hoang, phục hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hòa Bình đang phấn đấu đến năm 2025 sử dụng 100% giống mía được nhân giống bằng phương pháp cấy mô tế bào, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất mía với quy mô lớn, đảm bảo gắn kết người trồng mía trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ mía, tích cực phát triển thương hiệu mía tím Hòa Bình tại các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy. Thì nhà tôi làm cái giống mía này là sản lượng nó cũng năng suất hơn các cái giống mía khác, là thu nhập trong gia đình cũng tạm ổn. Công ty nhà máy đường người ta về người ta hướng dẫn để trồng, tôi trồng cái này là đến cuối vụ là nhà máy cũng về là thu mua sản phẩm cho các hộ nông dân. Hiện tỉnh Hòa Bình có hai loại mía tím và mía trắng, hai giống này rất ít ở các tỉnh thành phía Bắc khác. Do vậy, việc phát triển những vùng sản xuất tập trung hai giống mía này trở thành lợi thế của tỉnh Hòa Bình, từ đó đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư, mở cơ sở chế biến, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng kênh thị trường trong và ngoài nước thông qua phương thức hội chợ, triển lãm tiếp thị, quảng bá, hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng cái mô hình liên kết với gọi là liên minh hợp tác xã của tỉnh Hòa Bình thì là có xây dựng vùng nguyên liệu này, với lại xúc tiến thương mại gọi là quảng bá sản phẩm ấy. Có rất nhiều doanh nghiệp ví dụ như Phu Sa hoặc là các đơn vị khác thì họ là xem cái chất lượng sản phẩm này, chất đất này mới họ về họ đầu tư vào phát triển sản xuất và xây dựng vùng nguyên liệu ở đây. Tại tỉnh Tuyên Quang, để ổn định vùng mía nguyên liệu, tỉnh đã có chính sách tăng mức vay vốn cho người trồng mía. Theo đó, người dân sẽ được vay 40 triệu đồng một hecta với mức hỗ trợ lãi suất 100% để trồng mới hoặc trồng lại mía. Hiện Tuyên Quang cũng đang rà soát lại diện tích trồng mía để làm căn cứ điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch vùng nguyên liệu mía của tỉnh. Thì hàng năm thì Ủy ban dân sẽ cử các cán bộ chuyên môn, công chức chuyên môn phối hợp với lại các cán bộ nông vụ cũng như là các đồng chí lãnh đạo của nhà máy đường là thực hiện rà soát diện tích đất có thể trồng được cây mía. Sau đó là tổ chức phối hợp với nhà máy đường cử cán bộ phối hợp với nông vụ nữa là xuống tuyên truyền từng hộ gia đình, không là các khu vực nào mà đông hộ gia đình đăng ký trồng mía mới của từng năm thì sẽ tổ chức những cái hội nghị ở các thôn trọng điểm.
để kích cầu tiêu dùng nội địa, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, ổn định đầu ra cho sản phẩm mía đường. Các doanh nghiệp ngành mía đường tại Tuyên Quang đã có giải pháp lâu dài mang tính bền vững, đó là tập trung xây dựng kênh phân phối, đẩy mạnh các giao dịch điện tử hướng tới nền kinh tế số, tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm do tác động của những biến cố của thị trường. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện văn minh thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo đảm thị trường nội địa trở thành động lực cho tăng trưởng của doanh nghiệp. Quan tâm đến cái việc là phát triển nguyên liệu thì công ty chúng tôi cũng có cái chính sách rất tốt để cho bà con nhân dân, các cái chính sách hỗ trợ như là chuyển đổi cây trồng, cây hàng năm, cây lâu năm, cũng như là các cái chính sách hỗ trợ cho ban chỉ đạo trồng mía các cấp như là huyện, xã, thôn, và để bà con nhân dân đồng hành với công ty là bền vững, lâu dài và hiệu quả. Để ngành mía đường phát triển bền vững, trong thời gian tới cần giải quyết đồng bộ, căn cơ từ bài toán nguyên liệu đầu vào đến phát triển sản phẩm đồng hành bổ sung cho sản phẩm đường. Và để làm được điều đó, doanh nghiệp phải tích lũy, đầu tư và chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, cần giải quyết tốt bài toán thị trường, xây dựng hình ảnh thương hiệu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng kênh phân phối toàn diện từ sản xuất đến tiêu dùng, bán lẻ để tiết giảm khâu trung gian, chi phí cho người trồng mía, doanh nghiệp, đáp ứng tiêu dùng trong nước.